Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bếp Quý Thái. Và ốc ơi, dạo gần đây lại rất nhiều những cái video Skibidi được ra mắt đó ốc. À đúng rồi, các bạn đã bình luận bọn mình là hãy xem video đấy đi. Và hôm nay bọn mình sẽ xem và reaction nha. Ok. Đúng rồi, nghe nói có TV men to khổng lồ trà bá lửa luôn để còn có nhiều loại Skibidi toilet nữa nên là rất tò mò. Rồi bây giờ cùng mình và ốc đi xem nha. Và nhớ hãy ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình nha. Và đi thôi. Lần trước chúng ta đã xem đến đoạn mà nó xuất hiện con TV man các bạn ạ. Đây là đoạn một anh cameraman đúng không? Đang đấm với bọn quái vật bầu cầu. Và sau đó TV man xuất hiện. Rất ngầu luôn, mặc vest đủ kiểu như là áo dạ, áo trench coat dài. Ờ, và anh nghĩ là trong cái TV này chắc chắn có một cái đầu người hay cái gì đấy nhỉ? Trong cái TV này chắc chắn là có men. Bị đen à? TV man. Ờ, men chắc là một người đàn ông. Đúng rồi. Nào xem anh ấy làm gì. Đấy. Ôi. Chiếu sáng phát là con quái vật làm sao nhỉ? Hình như có cả âm thanh luôn ấy. Ờ đấy, bọn quái vật xung. Sợ quá, sợ quá. Không phải đâu, nó như thế này này. Thấy không? Đầu giật 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 còn gì nữa. Đấy, anh camera nhảy múa thế là tiêu diệt rất là dễ dàng luôn, xả nước là xong. Đấy. Ờ mấy đứa này như kiểu bị thao túng tâm lý ấy. Ờ đấy, like và subscribe, anh ấy sẽ cười đấy. Một nụ cười thật là tươi. Và nháy mắt nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp sau đấy là sẽ xuất hiện con TV man như thế nào. Cameraman rất thích cầm cái thông bồn cầu nha các bạn. Đúng rồi, để thông cái đứa trong bồn cầu đấy. À chụp vào thông 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 để cho nó xả nước đi các bạn ạ. Đúng rồi, cầm lên và tiêu diệt đội quân bồn cầu. Quá đỉnh luôn. Chúng có đông cái mồm nữa kìa. Con siêu to khổng lồ nhá. Và có cả những con đang bay. Những con bé tí đi dưới đất luôn. Này, những con đang bay nó như quán gắn phản lực á. Cameraman, à đâu, TV man. Bình tĩnh, cứ từ từ. Bọn này tôi tiêu diệt được. Đúng rồi. Boss của TV man luôn. Đây như kiểu Slend TV man các bạn ạ. Có nhiều cái đầu thò ra đấy. Rồi xong một quái vật chết toi rồi. Gì đây? Cho cái như kiểu kính để đeo để khi mà mấy anh này lại cái ánh sáng từ cái TV. Đúng rồi, để không bị ảnh hưởng các bạn ạ. Đấy cho TV chiếu vào ai phát là người đấy sẽ bị. Mà cái anh này như kiểu nó mày nhiễu nhiễu. Ui giời ơi. Cái này nó khác nha, nó không tím tím như vừa nãy hiểu không? Nhiễu quá rồi, chói mắt quá, mù hết cả mắt. TV men thì phát ra màu tím, còn TV men to nó lóa sáng luôn. Đấy, rồi xong luôn. Bọn quái vật chết queo luôn chứ còn gì nữa. Đấy, một nụ cười thật tươi. Như lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin. Anh này không có răng nếu không đã quảng cáo cho kem đánh răng. Nhìn này, anh này kiểu nhìn này, đây. Nhìn, ui, Skibidi cảnh sát. Ôi, cũng cộng với lại tất là, ui, Skibidi chân nhẹ này. Skibidi ngu si. Thôi, đeo kính vào đi, không là TV man phát tín hiệu đấy, bọn này tấn công ghê đấy. Ôi, nó chui vào bồn tắm này, Bê Quy Thành này. Đây, ôi, bồn tắm này. Mang cả bồn tắm đi thì chịu rồi các bạn ạ. Sao? Cái gì đây? Cái gì đây? Một thứ gì đấy rất là khổng lồ, bàn tay to lắm. Bàn tay to bằng cả ngôi nhà luôn. Ô, TV men chúa tể. Nó có cái đèn ở ngực với các bạn này. Ôi trời ơi. Đằng sau lưng có gai như kiểu kiếm. Chiếu này. Quả này mà chiếu. Ui, ánh sáng đỏ. Mù mắt đâu cơ mà không thấy cái gì luôn. Ánh sáng đỏ chứng tỏ đây là boss. Đây là đã là boss chưa? Ui bọn này sợ quá, run cầm cầm luôn rồi làm sao mà sức đánh. Bọn nó bị tự xả luôn đây này. Còn tự xả, còn tự chết queo luôn các bạn ạ. Còn chả phải đánh. Ui kiểu nó thao túng tâm lý. Bọn này nó vươn cái đầu ra xong lên nó tự lấy mồm nó cặp cái chỗ mà xả nước các bạn ạ. Nó rút lên cho nó tự xả nó luôn. Đấy. Boss ra phát cảm lũ Skibidi thì chết queo hết luôn các bạn. Bắn TV lên. Ui tỏ ngầu lòi các bạn ạ. Tay chống vào ngôi nhà luôn. Trời ơi quá nó đỉnh luôn. Anh gì ấy, lại cười à? Cười à? Chắc cười. Cái mặt này kiểu như không phải như này này. Em không, chẳng biết gì cả. Cái mặt này nếu như ở mặt người nó sẽ như thế này. Trông em như mông cá chê. Anh biết cái gì, anh chả gì. Rồi, okay. Đi xem những video khác nha các bạn. Ở đây chúng ta thấy có một cameraman đang cầm cái súng này. Và bên cạnh là TV man. Cameraman mặc áo trắng. TV man mặc áo đen. Rồi đang định bắn nhưng mà anh TV man bảo đừng bắn. Thế đúng là rồi. Là gặp con gì mà lại đừng bắn nhỉ? Ui. À vậy là anh cameraman này định tiêu diệt luôn hai anh cameraman bị nhiễm ký sinh trùng. Nhưng không, TV man đã chiếu ánh sáng màu tím. Và chắc là hai anh này sẽ thức tỉnh hiểu không? Thế thì chắc chắn bọn ký sinh trùng sẽ phải chui ra.
Ui hai anh này tự được gỡ được luôn. Ồ, hai con ký sinh trùng Skibidi này. Con này mà ký sinh trùng vào đầu ốc sẽ trở thành Skibidi ốc. Không bao giờ là ký sinh trùng vào đầu em luôn. Đấy, chưa nó chạy chạy. Wow, ở đây đã có một TV Man mai phục. Một anh TV Man đã đứng ở đây bật màn hình lên là con này chết chắc luôn. Đúng chết rồi. Chắc luôn này. Ô, nó tự cắn nhau luôn các bạn ạ. À. Đánh nhau kìa. Đấm nhau nó tự hủy luôn. Hả? Rồi mình bỏ kính ra. Đây là trong trong vai của một cameraman đang đứng ở trên cao quan sát các bạn. Ờ bỏ kính ra rồi. Cái gì mà túm tay đây? Ha, bồn cầu chân nhện. Con này mày à người. Mày à tao có TV Man đấy. Ờ, nãy còn có bánh xe không ạ? Ui, nó vừa đấm chết một anh cameraman thấy không? Nó dám đánh úp mình. Ai da, nhưng mà tay nó kiểu robot ấy, bánh xe các thứ luôn. Cái mồm nó kiểu gì mày quý thánh rồi. Ui, mày khoát. Ôi trời, xong luôn ốc ơi, xong đời luôn rồi. Anh TV Man ở dưới không biết mình bị thế đâu. Thôi xong, xin vĩnh biệt cu. Xin vĩnh biệt cu. Ui, chùm TV Man với mấy cái TV? Năm cái màn hình TV thò ra luôn các bạn ạ. Đang sẵn sàng chiếu đèn đấy các bạn. Chắc chắn là bọn Skibidi đang tấn công biết ngay mà. Nhìn phát là Skibidi đeo kính râm à? Trời tối rồi. Ôi giời. Đeo kính râm như mấy đứa bị hâm ấy mà. Rồi sao mà cả những con nhỏ và cả những con to đến luôn. Mà cả những con đang bay. Bồn cầu ấy bẩn quá, nhưng mà 1000 năm chưa rửa nó biến thành Skibidi đó. Anh này cười. Không thèm chấp. Cười tự, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Chê. Đấy, xong. Để bỏ đi luôn. Biến mất à? Bỏ đi trong làn khói đen. Rồi sao? Ơ anh này vẫn cầm cái thông buồn cổng. Mày vào đây tao thông với mày luôn. Anh kia cầm súng rồi nhỉ? Rồi sao? Đội này yếu, chỉ cần đội Speakerman với Cameraman đang tìm được. Con này có vẻ hung hãn nhỉ? Nó cắn cả vào người đang xem là mình. Nó cắn vào mặt mình như này. Mình chỉ là dân thường. Đây rồi, bọn bồn cầu đang chạy, hình như nó bị một thứ gì đó đang đuổi ốc ạ. Nó thua, nó rút lui ấy. Chạy thật nhanh như chiếc xe không phanh luôn. Đúng rồi. Lướt đi trên mặt đất. Một quả bồn cầu siêu to khổng lồ nổ tung luôn. Anh nghĩ cái bồn cầu này là bồn cầu chúa các bạn ạ. Và đã bị một cái thứ gì đấy tiêu diệt rồi. Và nó cầm cái đấy ném vào bọn Skibidi bé. Đấy, nổ tung luôn các bạn. Chắc là TV Man. Ôi, em nói đúng luôn. TV Man siêu to khổng lồ. To hơn cả cái vòng cái mặt trời luôn. Đúng rồi, nhìn đô này mà. What the hell. Ủa, con ngăn con. Nó nhìn cái gì? Sao nó nhìn cái gì đó? Một chùm cuối Skibidi cũng đã xuất hiện. Ghê đấy, đeo kính râm trông rất là hâm nhá. Nó là robot. Đúng rồi, nhìn kìa. Cái đằng sau như kiểu đá đã đựng nước thì nó lại là bảng điện ấy. Và các bạn để ý này, nó có những cái xúc tua đây này. Đỏ chắc là năng lượng đấy. Chắc là khoan tí mẹ. Ui giời, đấm phát vỡ mồm. Đấm phát rời rạc. Vỡ kính rồi. Vỡ kính. Rơi ngô. Vừa há vừa vào. Chiều quá. Chiều ánh sáng đỏ. Sợ. Úi nổ tung luôn, chích quèo luôn không ạ? Yếu thế nhỉ? Tưởng mạnh lắm. Bây giờ TV Man mạnh nhất rồi. Rồi xong nổ tung luôn. Ôi, cái gì vừa bắn vào TV Man? Một cái tên lửa. Đúng rồi, tên lửa. Chứ rồi, vỡ màn hình. À không vỡ màn hình. Skibidi Toilet. Bộ đội. Đúng hạt nhân. Nhân đấu tên lửa. Bắn tên lửa. Robot người máy. Trực thăng. Trực thăng nè. Mặt nạ phòng độc nè. Ui tên lửa đầy mình luôn các bạn ạ. Mũ cối luôn. Ui tên lửa thật. Phóng cho phát nữa rồi. TV Man bị vỡ màn hình chưa? Không. Không. Đây là gì? Speaker. Speaker là sao? Là cái loa. Nhưng nó đang làm gì đấy? Chắc là nó hợp nhất thì kiểu siêu nhân đấy. Anh kiểu mình đang xem siêu nhân nhỉ các bạn nhỉ? Chắc tin đấy các bạn. Là mình em siêu nhân tập hợp. Nhưng mà kiểu mấy cái này nó còn tự bay để nó lắp vào mình cơ. Chứ không phải mình tự để lắp vào nó, rất cái, ngầu luôn. Cái loa này thì rất là nhiều loa này, chắc là để phát ra những âm thanh siêu lớn luôn các bạn. Cho bọn Skibidi điếc luôn. Còn cái hai cái loa trên vai thì nó có cánh để giúp chúng ta có thể bay lên. Không đâu, đấy là bật cái nhạc mà còn gì đâu em hỡi tự nhiên theo tháng năm mong chờ. Thôi. Để biết à? Biết chứ, hot TikTok. Bọn này. Nào các bạn ơi, nhìn thấy ánh sáng của TV Man cũng sắp hèn hết rồi. Ôi chết chết, tự đâm nhau nổ chết quẹo lên hết phim. Nhạt tuệ. Combo chiếu đèn và phát loa. Ghê thật đấy. Gì vậy? À đây.
Spiderman đại đế to đấy. Đại đế to hả? Ờ, ôi nhân à. Nó bị nhiễm, nó bị ký sinh trùng hả? Đấy các bạn thấy không? Nó điện điện giật 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 kìa. Ui kinh quá, nó còn dẫn đầu đội quân Skibidi Toilet trực thăng. Cái con kia động tí là bị nhiễm điện, bị ký sinh trùng. Ừ. Tưởng ngầu lắm các bạn, mình cũng ký sinh trùng rồi đấu. Spiderman đòi đấu với Caramel chứ tổng... mặt buồn rồi, kiểu thất vọng. Ờ, thất vọng với đồng đội của mình. Không, mặt kiểu ai chết tiệt, cái thằng chết tiệt mà đang làm cái quái gì vậy hả? Nhưng mà chắc là không đấu lại rồi. Đây rồi, một trận đấu đang xảy ra rồi. Một cái con Skibidi bay nổ tung ở đây các bạn. Ôi, đây là trận đấu lúc nãy chúng ta vừa chuẩn bị được xem, đó là giữa TV Man chiếc tàu khổng lồ và Spiderman mà bên hình gọi là đại đế các bạn. Ờ, để bắn ra cái tên lửa luôn. Ui, đỡ đạn, ném một cầu vào đầu tí hết ngầu luôn các bạn. May là đỡ kịp không thì vỡ mồm đấy. Ui, TV Man quá to luôn. Không, nhưng mà nó bắn tên lửa vào TV Man nổ rồi, người ta gọi là vỡ loa đấy. Vỡ loa đâu, vỡ TV. À, vỡ TV. Ờ, nhưng mà có loa chứ ngực thật. Rồi bay lên rồi, nhưng mà vẫn thấy bé hơn so với con TV Man. Bật chế độ bay lên. Ui, ôi giời ơi. TV Man cũng bay lên mà đè bẹp dí con kia luôn. Đây. Ui. Nhúp cái loa ra. Có cái bàn tay đằng sau thò lên các bạn. Đâu? Rồi xong chạy à? Chạy ngay. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Rồi các bạn thấy cái móng đều móng vuốt bàn tay đó. Ghê thật. Anh này kiểu vô cảm, mặt đấy là mặt kiểu cạn lời. Tuổi con ngan con cho nhanh. Biến mất rồi, biến mất rồi. Tưởng Spiderman nào to lắm không các bạn ạ? The Pickerman boss đấy cũng chỉ bé hơn con TV Man mà mình thấy thôi. Mình nghĩ là TV Man là mạnh nhất đấy. Ờ, là đại đế đúng hơn. Ờ. Skibidi đang bị bẻ đầu à? Ừ. Nhưng mà nó có vẻ rất là khó tại vì cameraman này hơi nhỏ. Ờ, đây, con này có động cơ phản lực ở sau đít nữa thì chịu thôi. Ông cầm vứt mày, mày nổ luôn, vứt cho phát. Kìa. À, cái đoạn mà con Spiderman nó vừa bị bay trốn đi các bạn và trốn đến đây. Ừ, và mình nghĩ là TV Man khổng lồ sẽ đuổi theo. À đúng rồi. Bay này á, bay à, bay đi à. À, xuống đây rồi. Anh ngầu quá. Anh đại nhảy đến rồi, bay cả cây luôn. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Gì vậy? À, trong khi đấy xuất hiện một con Skibidi. Ừ, siêu to luôn ấy. Cứ đeo cái gì trên mắt đi không? Đeo nơ, nhưng mà thằng con này nhìn nó đóng đinh vào tai kia cho nó bị điếc đấy. Thủ mà nghĩ rồi. Không phải đâu, nó cố tình đóng đinh vào tai để nó không nghe được những âm thanh của con TV Man tấn công. Và nó che mắt lại để nó không nhìn thấy TV Man. Cái tia từ TV Man. Khốn đấy. Thế rồi, thế con này làm sao để đánh bại nó? Con này vừa điếc vừa mù. Ăn hết cameraman luôn rồi. Nó hút một phát tất cả cameraman và những thứ xung quanh để bay hết vào mồm nó ăn thịt luôn các bạn. Ngon quá. Ui, cái gì đây? Xe tăng à? Xe tăng các bạn ạ. Đấm. Ôi, đấm. Ui. Tháo. TV Man sẽ tháo cái này của nó ra. Rút đầu nó ra luôn, anh nghĩ rút cả đầu luôn. Thế à, đâu? Chúng ta sẽ xem thấy cái móng vuốt bàn tay đằng sau lưng không? Quá đỉnh. Ô không, xiên luôn các bạn ạ. Chỉ cần... xiên thủng đầu luôn. Này, thì tưởng mày thông minh, mày bịt tai, mày che mắt, mày không thấy TV Man à. Tao có tay, tao móc đầu mày lên, xiên cho phát. Nằm ngã vẹo chết nhăn răng luôn. Ui kìa. Ôi mấy anh cameraman. Vén lưỡi con này bước ra. Ờ, tại là vừa bị nó hút vào trong bụng đó các bạn. Nhưng mà may quá chưa kịp tiêu hóa. Nếu tiêu hóa rồi làm sao mà ra được. Anh đã còn ló đầu ra rất buồn cười quá. À vẫn bay, vẫn chạy. Con này nó chạy đến tận chỗ này như kiểu sa mạc. Ờ, và TV Man khổng lồ vẫn đuổi theo. Quá đỉnh luôn. Mày không thoát đâu con trai, tôi bị con tìm yêu. Nó dụ đến chỗ con chùm đồng đảng của bọn Skibidi. Vậy là ở đây là như kiểu là sao huyệt của bọn nó đấy. Đây có phải con G-Man không hay con gì các bạn bảo thế? Ui đây này, nó chiếu. Ui, nó định phá hủy loa của TV Man. Ờ, mắt laser với cả súng laser. Sao ấy? Ui, phát điên không? Nóng quá, ui chói mắt quá, trong người cả mắt rồi. Nóng trong người. Ui, máy cưa. Ui. Skibidi máy cưa. Ôi, tại sao đội quân TV Man không đi cùng TV Man khổng lồ nhỉ? Ờ, TV Man có mỗi một mình đơn thương độc mã đi tận đến hang ổ của bọn nó thì làm sao mà đấu lại này? Con này nó đúng còn rồi. Con này như kiểu một tiến sĩ nó đang nghiên cứu ra cái cách để tiêu diệt TV Man khổng lồ đó. Ui, dụng loa rồi. Ui, dụng nốt loa bên này. Ôi. Ui, xem có tiêu diệt không? Mày à, dụng loa lại xiên này. Ui, nhưng mà mình bị đằng sau. Ờ, bị tấn công. Ui. Mình bị chiếu vào trái tim. Dụng mất cái loa đằng trước ngực. Cái loa như kiểu áo giáp đấy không ạ?
Ừ rồi. Rồi xong, nhưng mà mình có bàn tay xích. Ôi, TV Miên bị hỏng rồi. Bọn nó đánh hội đồng. Trong lúc mình đang đánh cái con Skibidi kia thì con Speakerman gần cơ hội để cầm dao chọc vào màn hình TV các bạn ạ. Đây này, thấy không? Và con này bắn mình và mình đã bị hy sinh rồi. Chưa hy sinh nhưng bị thương nặng lắm rồi. Ủa, cái gì, con gì kia? Con Skibidi Toilet. Ký sinh trùng. Ký sinh vào con này luôn. Ô, TV Man biến mất rồi, chạy rồi, chạy rồi. À, TV Man có cái chiêu là tạo ra khói đen rồi lủi mất được không các bạn ạ? Đúng rồi. Ủa, con Skibidi gì đấy? Ui, nhiễu màn hình luôn rồi. Thôi xong rồi các bạn, mình hỏng cả mình luôn rồi. Mình là TV Man mình hỏng. Hỏng người reaction luôn rồi. Đúng rồi. Ui, cái gì vậy? Một con Skibidi đang bay thì bị một con cameraman cái gì bay đu vào, rơi xuống nổ tung luôn. Bọn Skibidi Toilet đông nhờ. Ui, anh này hai tay hai cái thông buồn cầu. Hai tay hai cái thông buồn cầu, trông rất ngầu. Mày vào đây tao thông buồn cầu mày luôn. Ủa, có một con tấn công đằng sau. Một anh cameraman rút luôn, xả nước. Bắn. Đạp cho phát, đá cho phát. Toi luôn. Ủa, anh này một mình cầm hai cái thông cống mà xả hết cả lũ này luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Lợi hại thật. Slide. Con này to đấy. Con này gây ra động đất như vậy là chắc chắn là khổng lồ luôn. Đúng rồi. Ôi, con này nó cưa. Máy chém. Ừ, máy chém đúng máy rồi. Máy cưa. Máy chém thật các bạn. Ui, nó cưa như thế này. Mình chưa kịp reaction xong, mình chết đi. Chết luôn. Gì đấy? Chùm, Skibidi. Ui, đến phá hủy thế giới luôn. Nó biết là con TV Man bị thương rồi, nên là nó đến đây nó tìm và nó phá hủy tất cả mọi thứ luôn các bạn ạ. Ui, anh Camera Man ơi. Chết tòi. Chết tòi rồi. Đít lại chứ. Chết tòi, chết tòi. Con máy. Con máy cưa kia đang đi càn quét. Ôi, hết cả hồn. Hết cả hồn luôn. Có nhất thiết phải dọa người xem đấy không hả? Có trách nhiệm của con máy cưa bọn này được. Qua cái phần này mình thấy là bọn Skibidi Toilet nó được upgrade lên, nó nâng cấp lên. Nó nâng cấp. Rất là xịn sò về vũ khí và trang bị. Nó như kiểu là nó nghiên cứu, nó có một bộ gọi là bộ nghiên cứu các bạn ạ. Nó chế tạo lắp camera vào ngực của con này nhá. Xong rồi đeo kính để chống cái tia của TV Man này. Và bịt tai lại nữa. Bịt tai lại để không nghe được âm thanh của Speaker Man đấy. Bọn này thông minh thật các bạn ạ. Chứ không phải là bọn ngu như ốc đâu. Đấy. Cái gì vậy? Đập vào đầu. TV Man đây rồi. Ủa, TV Man kia con gái các bạn ạ. TV Girl. À, TV Girl. TV Girl. Con gái. Ui xưa. Đẹp quá. Đẹp cái gì? Chưa có nhìn thấy mặt đâu. Sợi ngầu. Ờ. Đẹp thế, anh chưa thấy con TV con gái. Ở xem chuyện xảy ra. Chị là nhìn. Hello. Chị này rất là bình thường nhưng mà lại phát ra tia sáng rất bất thường. Màu cam. Bình thường là phải là màu tím nếu mà là người nhỏ như thế này. Ủa, cháy luôn các bạn ạ. Cháy luôn mà. Ôi, cháy ra thình tia xì luôn. Có gì đấy? Con máy cưa ơi, nó lao đến rồi. Chị phải cẩn thận đấy. Ôi, gì ấy? Gì ấy? Đầu chị đấy bay ra luôn. Tụt đầu rồi. Mất đầu rồi. Ủa là sao? Tức là sao? Máy cưa chưa đến mà mất đầu là sao? Không. Ui, đầu mày chị... nó ký sinh. Nó cũng ký sinh luôn. Đầu của TV Man ký sinh trùng vào đầu Skibidi. Thế là bây giờ Skibidi cũng bị ký sinh. Nhanh rồi. Lên xem tiếp theo sẽ ra chuyện gì. Rồi xong đi cưa con to kia luôn. Xong đầu này quay lại, quay về. Lại lắp vào người. Ôi, đỉnh thật sự. Ao trình rồi. Ao. Bây giờ kể cả bây giờ con bác TV cấy vào con bot của bọn Skibidi thì bọn Skibidi toàn luôn, toàn. Ao trình rồi. Gì đấy? Có một con gì đấy? Có con Skibidi Toilet nữa to. Ôi không, đằng sau kìa chị ơi. Đấy. Gì ấy? Nhìn em gì ấy? Hả? Trong phòng thí nghiệm à? Dịch chuyển, khả năng dịch chuyển các bạn ạ. À, dịch chuyển về phòng thí nghiệm luôn. Thì nhảy đi múa đấy ba. TV Man con nhất ở đâu? Cái gì đây? Upgrade vũ khí. Nâng cấp. Chắc chắn sau này sẽ có những bản nâng cấp siêu vô địch lợi hại và những cái con quái vật mới sẽ xuất hiện các bạn ạ. Đúng rồi, và rất là nhiều tính năng mà như mình nói, kiểu ao trình, không nghĩ là nó sẽ như thế luôn. Đúng rồi. Rồi các bạn ơi, hôm nay tụi mình đã reaction những cái tập mới nhất của Skibidi rồi. Và mình thấy đúng là ngầu thật, các bạn bảo có mấy con đúng là siêu đỉnh, siêu VIP Pro luôn. Đúng rồi, và mình vẫn thắc mắc là
không biết là TV Man siêu to khổng lồ liệu có bị chết không và sẽ được nâng cấp như thế nào. Và còn một chị TV Man mới nữa, không biết chị ấy sẽ có vai trò gì ở trong trận chiến giữa Skibidi Toilet và TV Man, Cameraman, Speakerman. Đúng rồi, và các bạn đừng quên bình luận ở dưới là xem những cái con nào nó mới sẽ xuất hiện ra và con nào là mạnh nhất nha các bạn. Đúng rồi. Đấy. Và đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Bên Thành và ông làm thật nhiều video mới. Còn bây giờ bye bye, bye.